Mời bạn đến tân lạc quê tôi, tình người đắm thắm thiết tha mặn nồng. Về Mường Bi thắm núi cột cờ, ăn cơm là nóng tắm dòng suối khe. Cội nguồn xưa như dòng suối thiêng, ông cha nghĩa mẹ và tình em, cô gái đất Mường tắm mát cho lúa đồng Mường Bi. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại lễ hội khai hạ Mường Bi thuộc xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình năm 2024. Hiện tại thì mình đang có ở phía ngoài cổng, ngoài đường đi vào chỗ khai hạ các bạn ạ. Khai hạ thì lễ làm lễ ở trong sân vận động. Bà con bán hàng từ ngoài đường này các bạn. Rất nhiều bằng. Còn là mặt hàng ở trên rừng không đây. Thảo dược rất là nhiều luôn. Ngọc cẩu này. Cái này là củ gì nhỉ anh nhỉ? Củ này là củ gì? Bình vôi à? Gọi là củ đòn đá đó. Đòn đá à? À, một số nơi thấy gọi là củ bình vôi vì nó to to. Đây là cây cây thuốc nấu nước. Măng rất là to. Đây thảo dược rất nhiều này. Cái này để nấu nước các bạn ạ. Nấu nước này, dây bổng báu hay dây gì ạ. Hôm nay mình đến khá là sớm nên du khách cũng chưa kịp đi đến nơi các bạn ạ. Thế bà con dân ở đây thì ta đến sớm. À, ở đây bán đồ cổ. Măng. Hiện tại bây giờ thì các nghệ nhân chiêng Mường đang đi di chuyển về phía miếu luôn. Bắt đầu di chuyển về trên miếu để làm lễ rước kiệu về. Chắc là lên làm lễ rước kiệu ạ. Với 500 nghệ nhân chiêng Mường. Rất là nhiều. Đi chắc là hết đường luôn. Đi mấy phút rồi mà chưa hết đoàn nghệ nhân. Đi thành hai hàng, nếu mà đi một hàng chắc phải đi quanh cả trong làng rồi luôn. Còn vẫn chưa hết các bạn ạ, còn rất là nhiều, 500 người các bạn. Đẹp không? Một quyền thấy đẹp không? Đẹp quá à. Thank you.
chân. Bây giờ mình sẽ đi theo đoàn thiện nhân để vào trong miếu các bạn ạ. Đi gần đến cả miếu rồi nhưng mà các nghệ nhân chiêng vẫn còn ở trong sân vận động chưa ra hết, rất là đông luôn. Năm nay là bao nhiêu nghệ nhân chiêng mừng vậy cô? Vẫn 500 à cô? À, năm ngoái 500, năm nay 500. Rất là đông mọi người. Có lẽ là sẽ dàn hai hàng từ ở trong miếu cho đến ngoài cổng sân vận động vào khu vực làm lễ khai hạ các bạn. Ôi, dàn hai hàng đến tận trong miếu luôn. Rất đẹp, rất là đẹp các bạn ạ. Đúng là chả hai hàng đến miếu, tận miếu luôn. Biết ở trong kia luôn. Trước kia là ngôi miếu. Thank you.
toàn bộ đây là khu vực ở phía trước miếu. Ở trong này thì họ đang chuẩn bị kiệu rước kiệu công bố hồng bàng và về ra ngoài kia để tham gia lễ hội bà con nhân dân và đây là du khách thập phương. Đẹp đấy. Hai cô gái Mường rất là xinh đẹp này. Chào các bạn nhá. Các bạn còn đi học không? Có. Em còn đi học không? Học lớp mấy rồi? 12 à? 11 à? Hai bạn gái này rất là xinh. Mặc váy Mường rất đẹp luôn. Em ơi, em tên là gì nhỉ? Biết à? Biết à? Ồ, rất là xinh đẹp. Hôm nay là em, nhiệm vụ của em là bưng lễ à? À, bê lễ. Đây, bạn Tuyết là bê lễ. Ở đây. Thì nó cũng tham gia vào đoàn giới thiệu các bạn ạ. Rất là xinh rồi. Có nụ cười rất là nhiều. Nói. Bạn này đang học lớp 11 thôi. Cả ba bạn này cũng học lớp 11 à? Lãnh đạo đang đồng chí dân Bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận, ủy ban dân. Ở đây các cụ đây này, các bác đây là dàn nhạc Việt Tân Lạc, nhạc bát âm. Đồng chí làm lễ xin trân trọng kính mời. Nhân trên đường các bạn này, trẻ cầm cờ với lại hộ giá kiệu. Đây có hai bạn là Thái Mường đang bê lễ. Bà đang chỉ cho các bạn này cách bê lễ. Con quên bay nó. Tá một bay gì đó. Cái lễ của bạn này cũng hơi nặng một chút nè. Lễ của bạn này hơi nặng. Hai bạn này thì cái lễ hoa này thì cũng nhẹ. Cho hai bên nhé. Hai bên này thì đi, hai bên kia rồi thì bên này nhé. Rồi cố gắng lên nhá, cố gắng lên để các cụ phù hộ cho sớm có người yêu nhá. Đang sao là mấy năm còn trẻ, ba không được về mấy lần nữa chứ nhỉ? Đến mua ra đến sân một cái ngồi một cái là đi ra ngoài ruộng là lại đổi nhau. Đổi nhau thì nó lại không cân. Đổi nhau thì bạn này cao hơn này phải đi sữa. Nhìn ba cái mâm này á, người nổi hẳn lên đấy. Đúng là con. Tức là đây là được mày lựa chọn lắm đây với cho người này. À, có vẻ đại biểu xuất sắc đấy. Mấy những cái năm mà bác còn trẻ rồi bác bê được bê không ạ? Bây giờ bác truyền lại cho con cháu đúng không? Đấy, thì là cho các cháu. Nhưng mà con bê nhé, đặc biệt không được để nghiêng nhé. Bê phải nâng lên để nó cân bằng cái hình em nhìn nó đẹp. Không phải đi nghiêng nghiêng cái này thì nó như tập tễnh. Nhưng mà cũng nặng đấy bà ạ. Nặng cái này hơi nặng. Đấy, bà đang, không cứ đặt ở bên kia tạm. Đó đang hướng dẫn đấy nhỉ. Cái này bê còn áp lực hơn tiếp viên hàng không ạ. Đã đến giờ khởi hành rồi mọi người ạ. Mọi người đang chuẩn bị vào vị trí để làm lễ khởi kiệu.
con này đứng thẳng ở kia đây rồi. Thank you.
Rất là lâu rồi, nhưng mà vẫn còn rất là dài các bạn ạ.
với 500 nghệ nhân, 500 chiếc chương mường hòa tấu, à sẽ độc tấu. Thiên đêm thiên tháng, bọn tôi xin cúi đầu hốt lại. Hốt lại cho đến vua bà, ở trên giá kiệu ngai vàng, ngang trên sân thượng. Hôm nay, mùng 7 ngày lành, gia tiên tháng tốt, con dân mường mở lễ hội khai hạ. Cầu xin Đức Mẹ Hoàng Bà, xét rộng trong xa, phù hộ cho đất cho mường, mường đi, mường vang, đồng hàng, đồng đồng, xá trong. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Chí Huyên, ủy khai mạc lễ hội khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2024. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân và du khách, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân với khí thế thi đua sôi nổi mừng xuân Giáp Thìn 2024. Hôm nay, ngày 8 tháng Giêng, tức ngày 7 tháng 4 Mường Bi, tại vùng đất cổ Mường Bi Tân Lạc, cái nôi của nền văn hóa hòa bình, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức lễ hội khai hạ dân tộc Mường với Bùi Văn Tỉnh, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Trọng giới thiệu đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Quang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Đăng Linh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Tân Lạc, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tân Lạc. Trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Tân Lạc qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn trên địa bàn huyện, các nghệ đã về tham dự lễ hội. Xin đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy. Lãnh đạo sẽ đánh trống và chính thức khai mạc lễ hội
mọi người bình an, mạnh khỏe, nhà nhà ấm no, hạnh phúc. Thank you.
với trời. Chiến khầm ngân giọng bồi hồi, chiến bòm vén nói những lời ước mong. Quý vị đã nghe bài chiêng trầm cầm gọi bạn đồng cường do các nghệ nhân chiêng trong ngày hội khai hạ diễn tấu. Với sắc xuân bi vang thàng đồng, chiêng rung rút trời phải tạo hình rất là đẹp đấy các bạn ạ. Màn hòa tấu chiên đường do hơn 500 nghệ nhân biểu diễn. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể du khách, sau đây xin kính mời quý vị thưởng thức chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2024 với chủ đề âm sắc bốn Mường. Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần. Phần 1, kể chuyện đất Mường. Mường đi thăm vùng đất cổ, có xưa thì đẻ đất đẻ nước, rơi hoa đó lòng hồ trên núi, về từ nghe dãy men diêu cờ. Cùng về đây vui hội khai hạ, tìm con tiếng chiêng vang trên núi mười Mường, nghe lời cha ông kể từ ngàn xưa, những bi nhì vang tam thang tứ đồng, bốn Mường ta hôm nay vui hội, nào cùng nghe câu hát đủ làm ta quên lối về. Cô gái Mường xinh như quả bồ quấn chín, mỗi điệu phong cảnh cùng chạm môi má em ưng hoan. Ngồi lại đây ta cùng nhau hát, ngồi lại đây ta cùng nhau say, say trong đại ngàn, say điểm chúng mây, cầm tay nhau ta cùng hát, dẫn mãi đất Mường đi. Thank you.
ra đầu phía bên ngoài kia, à, ra để đầu xong là đi là về miếu, không đi đường kia luôn, là đi vòng đường kia luôn, chứ không quay lại đường nào. Yeah.
có lúc đông, có lúc sao thì và cả người đó là cả nhà đó dân làng người đây làm ruộng trồng lúa. Và bạn Khải Mường này về lễ có vẻ cũng hơi vất vả cho bạn đi tí đằng trước ấy, bởi vì cái lễ của bạn hơi nặng một chút, nhưng bạn cố gắng lên nhá, cố gắng lên. Kiệu đã về đến miếu rồi các bạn, thành công rồi, tốt đẹp rồi. Thầy Mo sẽ đưa quốc mẫu Hoàng Bà vào trong điện, trong đình, trong miếu. Thank you.
Các bạn thân mến, các bạn vừa được theo dõi quá trình lễ hội khai hạ mực bi của huyện Tân Lạc năm 2024. Toàn bộ quá trình khai hạ lễ hội dân tộc Mường và lễ hội xuống đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Vậy bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video của mình ở đây. Hẹn các bạn trong những cái video tiếp theo của mình trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của mình nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.